Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda SH 300i có thêm cái cảm biến nhiệt độ với mức giá từ 269 triệu đồng. Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu một phiên bản mới của mẫu xe tay ga SH 300i nhập khẩu từ Ý, với bổ sung thêm cái cảm biến nhiệt độ ngoài trời cùng với mặt đồng hồ được tinh chỉnh lại, nhằm đem lại cái tiện nghi cao cấp cho cái mẫu xe tay ga hạng sang này, cũng như đem đến nhiều lựa chọn mua sắm cho khách hàng. Honda đã nghiên cứu và cho ra mắt một phiên bản mới nhất của cái mẫu xe tay ga SH 300i với việc bổ sung thêm cái cảm biến nhiệt độ được hiển thị trên cái mặt đồng hồ mới. Cái chức năng này sẽ giúp cho người lái quan sát được thông số nhiệt độ môi trường, đảm bảo kế hoạch cho những cái chuyến hành trình, vốn là cái chức năng thường được tích hợp trên những cái mẫu xe ô tô, nên trang bị này trên cái dòng SH 300i được đánh giá là nỗ lực không ngừng của Honda trong việc nâng cấp sản phẩm để đem lại những trải nghiệm tuyệt vời và xứng tầm cho người tiêu dùng. Đây cũng là mẫu xe máy đầu tiên của Honda Việt Nam sở hữu cái tiện ích này. Ngoài việc hiển thị nhiệt độ môi trường, mặt đồng hồ cũng được bố trí lại sắp xếp các thông số nhằm giúp người lái dễ dàng quan sát, đồng thời tăng cường hơn nữa những cái tính năng thẩm mỹ cho cái mẫu xe tay ga hạng sang này. Ngoài những điểm nổi bật mới thì SH 300i phiên bản 2008 tiếp tục sở hữu thêm một diện mạo sang trọng nhờ vào những đường nét thiết kế tinh tế mang đậm phong cách của châu Âu, cùng với đó là hệ thống chiếu sáng toàn bộ bằng đèn LED. Xe vẫn được tích hợp những tiện ích như hệ thống chìa khóa thông minh, hệ thống phanh tiêu chuẩn ABS 2 kinh, cùng với cốp đựng đồ với dung tích cũng khá rộng 19 lít. Cái điểm nhấn tạo sự khác biệt của SH 300i với những mẫu xe người đàn em trong gia đình SH chính là cái động cơ 279 phân khối, xăng đơn mạnh mẽ, làm mát bằng nước, công nghệ lực phun xăng tử BZE của nhà Honda. Các cối động cơ này có thể sinh ra công suất là 25,20 lực cùng với moment xe cực đại là 25,5 Nm. Mức độ tiêu thụ nhiên liệu của xe rơi vào khoảng 33,3 km/h. SH 300i 2018 được nhập khẩu từ Ý và được chính thức được bán ra thị trường vào ngày 25 tháng 6 năm 2008 tại các cửa hàng bán xe và dịch vụ Honda ủy nhiệm của HIT. Và đây là bảng giá xe mới nhất SH 300i 2008. Phiên bản tiêu chuẩn gồm những màu như trắng đen và đỏ đen. Mức giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 269 triệu đồng. Phiên bản thể thao gồm những màu như xám đen. Mức giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 270 triệu đồng. Cảm ơn bạn đã theo dõi này trực tiếp, nhớ like, subscribe.